Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Vậy là một tháng 6 lại đến rồi. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý anh chị khách hàng, đó chính là cập nhật cái bảng giá mới nhất của chiếc xe Toyota Fortuner. Và Fortuner thì hiện tại thì trong tháng 6 này thì sẽ được Toyota Việt Nam phân phối lên đến mấy phiên bản, máy xăng, máy dầu, một cầu, hai cầu là như thế nào, thì cũng như là chương trình khuyến mại ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay sau đây. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Nhưng chúng ta sẽ đến với phần bảng giá đầu tiên. Đầu tiên thì hiện nay Toyota Việt Nam phân phối Fortuner lên đến 6 phiên bản. Phiên bản đầu tiên đó chính là phiên bản 2.4, số sàn, máy dầu, có giá niêm yết là 1.033.000.000 đồng chẵn. Trong khi đó phiên bản 2.4 số tự động máy dầu có giá niêm yết là 1.096.000.000 đồng chẵn. Được rất là nhiều anh chị lựa chọn cái phiên bản 2.4 số tự động này cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như chi phí ban đầu bỏ ra rất ít, và một cái điểm mang lại đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng không vì thế mà những cái model tiếp theo mà không hot, đó chính là chiếc Fortuner 2.7, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản. Hiện tại bên cạnh Văn Hội đó chính là phiên bản 2.7 một cầu, dẫn động cầu sau, động cơ 2.7 máy xăng, cho khả năng vận hành cực kỳ là êm ái cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc. Rất là nhiều trang bị nổi bật ở bên trong xe, có giá niêm yết từ 1.150.000.000 đồng chẵn. Rất là nhiều anh chị lựa chọn. Và màu trắng ngọc trai có giá niêm yết là từ 1.158.000.000 đồng. Trong khi đó chúng ta đến với phiên bản tiếp theo, cũng nhập khẩu nhưng sử dụng hai cầu. Với hai cầu thì sẽ có giá niêm yết từ 1.236.000.000 đồng chẵn. Trong khi đó một cái phiên bản nữa, đó chính là phiên bản TRD, phiên bản thể thao, thì lại có giá niêm yết từ 1.199.000.000 đồng. Ngoài ra thì chúng ta còn có một phiên bản tiếp theo, đó chính là phiên bản 2.8 máy dầu, dẫn động hai cầu, và sẽ có giá niêm yết từ 1.354.000.000 đồng chẵn. Vậy tháng 6 này thì Fortuner khuyến mại như thế nào? Bật mí đến quý anh chị khách hàng, tổng cả tiền mặt từ phụ kiện lẫn tiền mặt lên đến vài chục triệu đồng, và những có những cái model còn lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng cụ thể áp dụng cho từng phiên bản là như thế nào, năm sản xuất ra làm sao, thì kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để Văn Hội được chia sẻ. Và phần tiếp theo chúng ta muốn tìm hiểu đến đó chính là thiết kế hình ảnh cũng như là cái phần trả góp. Trả góp thì Fortuner đang được áp dụng với chương trình trả góp với lãi suất chỉ từ 0,33% mà thôi. Và có một cái gói rất hay là anh chị có thể lựa chọn được là cái việc là chúng ta trả trong một năm mới phải trả cả gốc và lãi một lần. Rất hợp lý phải không ạ? Và còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại một lần nữa tổng quan chi tiết Fortuner 2020. Ok, chúng ta sẽ đến với phần thiết kế của phần đầu xe. Thì tất cả các bản Fortuner thì đều được thiết kế phiên bản 2020 với ba cái mặt ca lăng nổi khối như thế này, rất nổi bật luôn. Chỉ duy nhất trên phiên bản MT số sàn thì cái phần chóa nền của cái đèn sương mù này sẽ được màu đen chứ không phải màu mạ chrome. Còn ở phiên bản 2.2 cầu thì sẽ có thêm giải đèn LED cho cả phiên bản 2.7 máy xăng cũng như là phiên bản 2.8 máy dầu. Đó chính là phần thiết kế. Xe thì được thiết kế là động cơ đặt dọc và dẫn động ra cầu sau cho khả năng tăng tốc và chịu tải cực lớn, nhất là khi mà đổ đèo. Anh chị có thể lựa chọn những phiên bản hai cầu để chúng ta có thể thấy được cái sự tăng tốc, sự bám đường cũng như kiểm soát lực kéo, lực trượt ngang rất tuyệt vời luôn. Đây là phần phía bên thân xe. Thân xe thì chúng ta sẽ có la răng lên đến 17 inch với dạng lốp béo, trong khi đó là cái phiên bản hai cầu chúng ta sẽ la răng lên đến 18 inch vẫn với dạng lốp béo. Rất tuyệt vời luôn. Ở phần phía tiếp theo chúng ta có cái phần gương. Ở gương sẽ được tích hợp luôn là đèn xi nhan ở trên gương, đó chính là tính năng là gập gương điện luôn. Và chúng ta có thêm đó chính là cái bệ bước chân được tích hợp theo xe luôn.
Ở trên đó chính là phần giá nóc, còn đây là phần thiết kế ở phía sau. Có thể thấy ngay được xe với 7 chỗ ngồi, rất là tuyệt vời, rất dễ chịu luôn. Tay nắm cửa mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Phiên bản nhập khẩu này thì cái nước sơn các bạn biết rồi, rất đẹp, rất nổi khối. Còn ở bên trong nội thất có điều gì đặc biệt? Chúng ta cùng máy quay di chuyển vào bên trong. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất của chiếc Toyota Fortuner 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc. Từ bộ ghế da cao cấp màu nâu, da bò nhìn rất đẹp, rất sang trọng, đến với phần ghế điện, chỉnh điện rất tuyệt vời luôn. Chúng ta có thể chỉnh điện được. Trong khi đó là chúng ta còn có thêm cái tính năng là gập gương điện, rất hợp lý, rất tuyệt vời luôn. Khi chúng ta bấm, gương đã sẽ cụp lại, rất tuyệt vời không ạ? Toàn bộ cửa kính đều là auto một chạm, chỉ cần một chạm thôi là đã xuống rồi, một chạm là đã lên rồi. Trên vô lăng, xin mời máy quay di chuyển gần vào để chúng ta thấy được những trang bị nổi bật tiếp theo. Vô lăng được tích hợp dạng vân gỗ và may khâu bọc da bằng tay, handmade, cực kỳ là sang trọng. Tích hợp thêm cả lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Phần này thì anh máy quay sẽ ngồi dần ra phía sau. Còn trước khi đến thì chúng ta có thêm một phần nữa, đó chính là xe được trang bị luôn hệ thống cảm biến lùi theo xe, cũng như là điều chỉnh cái góc đèn, nắp giật lẫy của nắp bình xăng cũng như là nắp capo. Ok, xin mời anh máy quay. Vâng, các bạn đang ngắm nhìn chi tiết tổng quan bên trong cái giao diện này nhá. Thì gần như là tất cả các model Fortuner đều được trang bị như vậy, kể cả phiên bản số sàn cũng được trang bị màn hình theo xe luôn. Nó chỉ có cái khác biệt, đó chính là sẽ là điều hòa chỉnh tay, trong khi đó là từ bản này đó chính là điều hòa tự động này. Các bạn đang nhìn thấy ngắm chi tiết ở đây, rất hợp lý luôn. Lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, hệ thống đèn auto tự động bật sáng, cũng như là gạt mưa cả trước sau, in time thời gian theo ý muốn. Xe được trang bị thêm cái đồng hồ dạng Optichrome, rất dễ nhìn, rất đẹp. Trong khi đó một màn hình IMID TFS 4,2 inch hiển thị đa thông tin, cho khả năng kết nối rất là nhiều các tính năng. Và một điểm mạnh nữa đó chính là phần thoại rảnh tay, cũng như kích hoạt giọng nói, điều khiển ra lệnh và giữ ga tự động theo hành trình, cruise control. Ok, chúng ta đến với một mục nữa, đó chính là cái phần của phần màn hình này. Phần màn hình này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là xe được trang bị một màn hình chính hãng của Toyota với khả năng chơi cả đĩa DVD. Bạn đang nhìn thấy đó, phần audio này, chúng ta sẽ nhìn vào phần suộc này để thấy được với khả năng kết nối từ AM, FM, đĩa USB 1.2 audio, cũng như là jack aux. Đây là phần jack aux để chúng ta có thể cắm trực tiếp hai đầu 3.5 vào để nghe nhạc luôn, cũng như là cổng USB. Ngoài ra chúng ta có thêm cái tẩu, một lớp vân gỗ ở phía bệ trung tâm, hộp số dạng zig zag với tính năng số dạng sport kết hợp với tính năng eco cũng như là power, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như là khả năng tăng tốc. Chúng ta còn có thêm hệ thống cân bằng điện tử được tích hợp theo xe. Ngoài ra ở mục này các bạn có thể nhìn thấy ngay cái phần này, nó là vừa là cốp phụ vừa là cái ngăn lạnh. Chúng ta để những cái đồ vào đây rất mát luôn, rất tuyệt vời luôn. Và cái cốp phụ này có thêm cả cái phần khóa. Xe được trang bị lên đến 6 loa cũng như là 7 túi khí, cực kỳ là nổi khối và sang trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng chi phí lăn bánh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổng cái chi phí lăn bánh của một chiếc Fortuner 2020. Văn Hội ví dụ như một chiếc số sàn máy dầu 1 tỷ 033 triệu đồng, trừ khuyến mại đi rồi thì đâu đó thì chúng ta chỉ còn dưới 1 tỷ đồng mà thôi. Con số cụ thể là như thế nào thì kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và một điều đáng mừng nữa là việc giảm thuế trước bạ sắp được áp dụng rồi. Nếu mà chúng ta đăng ký ở một tỉnh đang 10%, chỉ còn 5% thì đâu đó chúng ta đã được rẻ hơn 50 triệu đồng nữa rồi. Vậy thì tổng cái chi phí lăn bánh của một chiếc Fortuner máy dầu số sàn sau khi lăn bánh chỉ khoảng hơn 1 tỷ đồng mà thôi. Con số cụ thể là như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline để Văn Hội chia sẻ cụ thể cho từng trường hợp, cho ở tỉnh, thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.
cũng như thế thì các phiên bản khác thì Văn Hội cũng sẽ chia sẻ luôn. Ok, vừa rồi đó chính là cái phần chia sẻ bảng giá, tổng chi phí lăn bánh cũng như tổng quan hình ảnh, ngoại thất, nội thất ở bên trong chiếc Fortuner 2020. Và để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mại, kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh để Văn Hội ra thật nhiều clip hay nữa. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Goodbye! Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye!